Mình xin chào cả nhà luôn nha, chúc cả nhà luôn mình khỏe và bình an. Bữa nay anh em mình lên bình vào đám câu không mọi người, câu lục bình chết mọi người, đây dài tới dưới kia luôn mọi người ạ, mới sạch này. Rồi để câu có để quay địa hình cho mọi người xem. Đây địa hình này quá đẹp mọi người, nay đi với đạt 67 nha mọi người. Là 67 đang ngồi rình à, còn phương kia nha mọi người, mấy tay đang rình. Rồi để cầm con cá sẽ cho mọi người xem luôn nha, mình móc hai lỗ mọi người, lỗ này với lỗ bên kia. Rồi mọi người thấy hay cho một like đăng ký nha mọi người. Hết hết biết ừ ơi, hết biết cả rồi mọi người, quá đã nó đã tơi mọi người, sướng nè. Rồi đánh gỡ luôn nha. Quá đẹp. Lỗ đạt lên cá rô bự quá mọi người. Rồi, hồi bữa cá mập. Quá nái rồi mọi người ơi, mất biết cả luôn. Ú nu hiền mội. Ôi nó xuống mọi người. Rồi để anh gỡ luôn, mình đi cắt luôn nha mọi người. Như lá mít luôn. Ôi giời, nó đã. Cái chỗ này nó tê thiệt mọi người. Rồi, lên gỡ luôn nha. Quá ngon. Yeah.
quá ngon. Rồi. Ok. Ăn luôn rồi. Ừ, đã. Ú mọi người ạ. Đại xuống lụm luôn. Quá ngon, cá đẹp mọi người. Ok. Cá ngon ớ mọi người. Rồi mọi người. Rồi mọi người ạ. Rồi mọi người. Rồi. Đánh gỡ luôn nha. Đây cái nách mọi người ơi. Quá đã. Ngon. Rồi để em gỡ luôn nha.
rô nữa nha mọi người. Có rô mập quá đã mọi người ơi. Rồi để mình gỡ luôn. Ủa nâu à, để mình gỡ luôn nha mọi người. Cả nhà ơi. Này cũng ngon quá mọi người, cá ngon quá. Quá đẹp. Cá này quá đẹp. Uống đã. Quá đã mọi người, cá bự bự không. Mọi người thấy hay thì cho mình một like, đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tự ký mấy mà ký mấy 2 ký gì à, quá đã. Rồi, mọi người thấy hay cho mình lên một like đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Sáng nào cho mình chơi, mình chơi với người mới rồi. Rồi coi rồi tiếp rồi.